Giới thiệu các bạn tinh dầu bảo vệ sức khỏe Healthy Side của Cocoon Sleep Care Solution. Đây là tinh dầu hợp hơn kết hợp từ 5 loại tinh dầu nguyên chất khác nhau, bao gồm mùn hoàng yến Cassia, đinh hương Cloves, bạch đàn Eucalyptus, chanh Lemon và hương thảo Rosemary. Những tinh dầu này thuộc vào những nhóm tinh dầu tốt cho sức khỏe, tinh thần, giúp da tăng sức đề kháng. Vì vậy, tinh dầu bảo vệ sức khỏe Healthside thực sự tốt để chống lại những bệnh cảm sốt thông thường, rút ngắn thời gian bệnh mà không cần dùng thuốc tây. Tiếp theo, hãy cùng Nhân tìm hiểu công dụng của tinh dầu bảo vệ sức khỏe Healthside nhé. Công dụng là giúp kích thích, gia tăng khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Từ đó, các bệnh như cảm lạnh, sốt, viêm họng sẽ khỏi nhanh gấp đôi lúc chưa có tinh dầu mà bạn hoàn toàn không cần dùng thuốc tây. Tại sao tinh dầu bảo vệ sức khỏe Healthside lại có khả năng tuyệt vời như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu sâu hơn về khả năng của từng thành phần trong tinh dầu Healthside này nhé. Đầu tiên là mùn hoàng yến Cassia, có được qua bỏ thiết tố quế. Tinh dầu Cassia có mùi thơm mạnh mẽ, có thể được sử dụng với liều lượng nhỏ để biến đổi mùi hương của bất kỳ hoặc một tinh dầu nào. Tinh dầu Cassia được sử dụng trong hàng ngàn năm nay vì những lợi ích sức khỏe của nó. Đây là một trong số ít các loại tinh dầu được đề cập trong kinh cổ được ghi nhận là có mùi thơm không thể nhầm lẫn được và có đặc tính là thơm dịu. Tinh dầu Cassia là một trong loại tinh dầu làm ấm giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể. Nó là một loại tinh dầu tuyệt vời để khuếch tán trong những tháng ngày lạnh giá. Do đặc tính làm ấm và mùi hương cay, do tính chất ăn da của nó, Cassia nên được pha loãng với dầu dừa khi thoa lên da hoặc là có thể rất mạnh khi hít trực tiếp. Vì vậy nên được pha loãng với nước để khuếch tán. Khi pha loãng và bôi tại chỗ, Cassia có thể giúp làm dịu cơ thể. Cassia được dùng trong nấu ăn hoặc là một loại thay thế cho quế trong bánh nướng và bánh mì và vô số các món khai vị và món tráng miệng khác. Tiếp theo, thành phần là đinh hương Clove. Đinh hương đã được sử dụng trong nhiều năm qua trong các chế phẩm nha khoa, kẹo và kẹo cao su vì hương vị đặc biệt và khả năng làm sạch miệng. Ngoài ra, nó còn mang lại rất nhiều lợi ích khác. Thành phần hợp chính của nó chính là eugenol, làm cho nó trở thành một loại tinh dầu rất kích thích và cung cấp năng lượng, có thể được sử dụng như một loại dầu massage làm ấm. Đinh hương chứa các đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ và hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi uống vào bên trong. Là một loại gia vị nấu ăn, đinh hương clove thêm hương vị cay nồng vào bất kỳ món ăn hoặc món tráng miệng nào. Một giọt đinh hương có thể làm sạch răng và nú, mang đến hơi thở thơm mát và dễ chịu. Thành phần thứ ba đó chính là bạch đàn Eucalyptus. Cây bạch đàn là loại cây thân cao, thường xanh tốt quanh năm, độ cao phải đạt tới 50 feet và đôi khi được gọi là cây gừng. Thành phần hóa học chính của Eucalyptus là Eucalypton và Alpha Terpineol, làm cho nó trở thành một loại tinh dầu lý tưởng để thúc đẩy cảm giác thở sâu, đường thở được mở rộng và tạo ra trải nghiệm thoải mái và nhẹ nhàng. Bạch đàn Eucalyptus có đặc tính thanh lọc, có thể giúp có lợi cho da, làm sạch bề mặt và không khí. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạch đàn Eucalyptus có hiệu quả trong việc giúp giảm căng thẳng. Bạch đàn có thể tìm thấy trong nước súc miệng để làm tươi mới hơi thở và tăng cường sức khỏe răng miệng. Tiếp theo đó chính là tinh dầu chanh Lemon. Chanh có nhiều lợi ích và công dụng, là một chất làm sạch mạnh mẽ giúp thanh lọc không khí và bề mặt, và có thể được sử dụng như một chất tẩy rửa không độc hại trong nhà. Khi được thêm vào nước, chanh tăng cường sự sảng khoái và khỏe mạnh trong suốt cả một ngày. Chanh thường được thêm vào thực phẩm để tăng hương vị của món tráng miệng và các món ăn chính. Chanh Lemon mang lại lợi ích làm sạch và hỗ trợ chức năng hô hấp khỏe mạnh. Khi được khuếch tán, Lemon rất sảng khoái và tràn đầy sinh lực và đã được chứng minh là giúp cải thiện tâm trạng. Và thành phần cuối cùng đó chính là hương thảo Rosemary, là một loại cây bụi lá xanh có mùi thơm. Có lá thường được sử dụng để tạo hương vị cho các loại thực phẩm như là nhồi, thịt lợn, thịt cừu nướng, gà và gà tây. Cùng với những ứng dụng ẩm thực của mình, Rosemary có nhiều lợi ích tuyệt vời khác. Rosemary hỗ trợ cơ thể tiêu hóa khỏe mạnh,
Rosemary từ lâu đã được các chuyên gia tôn kính và coi là thiêng liêng trong các nền văn hóa như Hy Lạp, La Mã, Ai Cập và Do Thái cổ đại. Mùi hương thảo mộc và đầy năng lượng của hương thảo thường được sử dụng trong liệu pháp mùi hương. Nó giúp giảm căng thẳng tinh thần và mệt mỏi thường xuyên. Ok, hãy cùng nhân tìm hiểu cách sử dụng tinh dầu bảo vệ sức khỏe Healthy Side nhé. Thứ nhất đó là nhỏ giọt vào bông gòn. Chúng ta nhỏ từ 2 tới 3 giọt tinh dầu vào bông gòn rồi để cạnh gối ngủ để hương thơm khuếch tán từ từ. Hiệu quả không tốt bằng mặt tinh dầu đâu nhé. Thứ hai đó là xông hơi. Thêm từ 2 tới 5 giọt tinh dầu vào chậu nước nóng rồi chùm kín đầu để xông hơi. Cuối cùng đó sẽ là khuếch tán bằng máy khuếch tán tinh dầu. Sử dụng từ 3 tới 5 giọt trong bộ khuếch tán tinh dầu và để trong phòng. Sử dụng hiệu quả nhất khi bạn đang bị bệnh cảm, sốt hoặc là viêm họng. Hãy để máy khuếch tán tinh dầu đầu giường để hương thơm của máy tinh dầu bôi sức khỏe heo sai khuếch tán từ từ. Bạn hít thở nhẹ nhàng và chìm vào giấc ngủ. Bệnh sẽ suy giảm và hết chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày mà không cần dùng thuốc tây.